Hello, mình là Nam Ngô và đây là Trang La. Trang La xin chào các bạn. Ok các bạn, tiếp theo series chuyện vợ kể phần 2 này thì Trang La vợ của mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn và quý khán giả nghe một cái câu chuyện ma có thật. Và trong cái câu chuyện này thì vợ mình chính là một cái nhân vật chính ở trong đó. Không phải nhân vật chính, một cái nhân vật trong cái tình huống đó chứ không phải là nhân vật chính. Và trực tiếp trải qua những cái giây phút mà rất là nhiều cái sự tình nó bất bình thường ha. Thì bản thân mình lúc mà mới vừa nghe câu chuyện này xong thì cũng có cảm giác gì đó nó hơi hoang đường, hơi khó tin, hơi kỳ bí. Tuy nhiên thì đây là một câu chuyện có thật và vợ mình đã chứng kiến từ đầu tới đuối. Trước giờ mình hay coi phim á, những cái tình huống tương tự vậy mình có cảm giác là đó là một bộ phim, cho nên đạo diễn làm vậy cho nó kỳ bí đó ha. Nên nhiều khi Trang coi mấy bộ phim vậy, Trang cũng cứ phân vân là nó có thật không ta, hay là đôi khi đó chỉ là dựng lên phim thôi. Nhưng mà khi mà Trang đã gặp tình huống đó rồi thì thật sự mình không dám thắc mắc vậy. Cho nên các bạn biết không, có một số bộ phim người ta hay thường hay nói là dựa trên kịch bản có thật, câu chuyện có thật, dựa trên những câu chuyện có thật đó. Cho nên đó, với Trang bây giờ thì để nói không sợ ma là không đúng, nhưng mà cũng hơi sợ sợ. Không, có những cái câu chuyện mà mình nghe qua thì mình cảm giác là nó khó tin, không thể tin. Nhưng mà khi có người thân hoặc là ai đó đã từng chứng kiến thì rõ ràng nó có thể diễn ra. Thì có một cái bộ phim đang rất là hot hiện nay, đó là bộ phim Spy. Thì cái tình tiết của bộ phim thì trong đó có một vài chỗ thì nó tương đồng với lại cái tình tiết mà cái câu chuyện vợ mình sắp kể tiếp theo đây. Xin mời các bạn lắng nghe. Ok, hôm nay Trang La sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật. Đây là câu chuyện ma nha. Phải ghê ghê, chưa gì hết nổi da gà. Phải nổi da gà, có điều kiện mỗi lần nghe chuyện ma của Trang La là tự nhiên nổi da gà. Con cái là gì? Lông ít quá nên khi dựng nên không nhìn thấy. Bên này nhiều nè. Ok. Câu chuyện này thì cũng khá lâu rồi. Hồi xưa Trang có kinh doanh về mảng nhà hàng. Cho nên nhà chỗ Trang ở và nhà hàng nó khá xa. Cho nên Trang ở lại tại nhà hàng luôn. Và nhân viên của Trang cũng vậy, hầu như là các bé còn khá là nhỏ tuổi, cứ từ 19 đến 25 tuổi. Nên mấy bé ở quê vô, Trang mới tạo điều kiện cho các bé cũng ở tại nhà hàng luôn. Trang có xây một cái dãy phòng ở cho các bé nhân viên. Ngày hôm đó là sinh nhật của Trang. Thì thật ra hồi xưa Trang nhậu dữ lắm. Đôi 12 các bạn biết không? Là nhà hàng mà không thể nào mình không uống được. Khách hôm nay, khách hôm kia, ngày nào cũng có bia trong người, có rượu trong người. Cho nên giống như nó bảo hòa luôn á, thật sự á. Có những hôm mà Trang uống, Trang không biết say là gì luôn á. Trang uống từ sáng cho tới tối luôn. Khổ quá tụi. Đồ tôi 8 lon luôn, này 12 lon ngoài đó đi cua gái mà rồi chán luôn, dí qua, dí không nổi. Nhiều khi giả bộ xỉn. Ok, vô câu chuyện ha. Hôm đó sinh nhật của Trang thì nhà hàng Trang thường là bán tới 11 giờ là bắt đầu nghỉ. Trang mới rủ các bé nhân viên đi quán bar chơi. Thì tất cả Trang cho đi là cả nhân viên nam và nữ hết, đi cũng đông lắm. Vô tới quán bar ở đó cũng ở Bình Dương. Ở đó nhà hàng Trang ở Bình Dương. Các bé vô cũng vui. Nói chung là nhân viên của Trang á, thì hầu như á, các bé đều uống bia uống rượu được. Chỉ riêng có một bạn nhân viên nữ đó, bé đó đang còn đi học, đang là sinh viên. Và bạn đó hầu như là không biết uống nha, không biết uống luôn. Ví dụ chỉ uống một ly bia thôi là đã xỉn, mặt đã đỏ rồi. Coi như là uống không được luôn. Đúng chứ rồi. Không phải là không biết uống. Đúng rồi. Thì lúc vô chơi thì vui mà, ai cũng vui, Trang cũng chơi, không có quan tâm, không có gì hết. Khoảng chừng 12 giờ rưỡi đang cái thời điểm cao trào nhạc lên rồi, cái tự nhiên cái thấy bảo vệ đùng 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 ở cái lối toilet đó. Trang mới nói ủa gì vậy, tức là khi đó mình cũng chỉ nhìn thôi, mình cũng không có suy nghĩ gì hết. Cái tự nhiên thấy có kéo một người đi ra, nhưng mà không phải là bế nha, cũng không phải là vác luôn, mà là bốn người bảo vệ,
hai người nắm hai cái chân, còn hai người kia thì vác vào cái vai khiêng đi ra theo kiểu như vậy. Thì Trang mới nhìn cho nó, ủa nhỏ đó nhân viên mình mà. Xong Trang mới chạy lại, Trang mới gọi thêm mấy người nữa. Thì nhân viên của Trang cũng chạy lại, đó nó ủa bị gì vậy. Thì mọi người nói là hình như nó xỉn đó chị ơi, em thấy đi vô toilet xong cái nó to té ở trỏng á. Cái Trang nói ủa gì kỳ vậy. Thì thấy bảo vệ khiêng ra mà cái có vẻ cái kiểu mà khiêng mà xốc nách lên nhìn thô bạo lắm. Trang cũng bực mình, Trang mới nói ủa thì nó xỉn thì khiêng ra giùm đàng hoàng chứ sao làm gì thấy ghê vậy. Mà cô bé đó rất là cao, cô bé đó cao khoảng chừng 1m72 nhưng ốm lắm, chừng 45kg à, rất là ốm. Mà lúc đó kiểu giống như bế ra mà mấy người đó giống như nặng dữ lắm á, khiêng ra như vậy. Cho nó vậy thôi khiêng ra xe đi rồi chị chở nó về. Thì vừa lúc đó thì tất cả nhân viên mọi người đều nói thôi chị không ở đây nữa thì tụi em về luôn đó. Thì cha mới nói chứ ok thôi cũng được, nếu như mà tụi em thấy chơi vui đủ rồi thì thôi mình về luôn. Là tất cả cũng đều lên xe, thì cô bé đó là đi chung xe với Trang. Trang mới cho cô bé đó nằm ở cái ghế băng sau, và cái đầu của cô bé đó là nằm lên cái đùi của Trang, nằm dài ra. Có thêm một nhân viên nữ ngồi cùng Trang phía băng ghế sau nữa. Mà vừa mới lên xe đi cái tự nhiên cái chân của Trang đang cảm giác ủa cái nước gì mà nó cứ chảy xuống dưới cái chân mình luôn, chảy thành nước luôn. Cho nó ủa gì vậy, nhìn xuống thì cứ thấy con bé này nó cứ theo kiểu giống như đang nức khóc á, nhưng không có tiếng khóc. Trang mới nói ủa sao vậy em. Thì Trang nghĩ là bé đó nó xỉn thôi, Trang cứ vỗ vào má để cho nó tỉnh. Trang kêu ủa sao vậy, có sao không, mà không trả lời không gì hết, mà nước mắt rất là nhiều. Mình không hiểu luôn, nếu thật ra luôn mình mà có khóc đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là ví dụ như nó sẽ ướt cái má đùi chăng thôi. Đằng này không, nước mà nó chảy xuống cái chân của mình luôn. Đến lúc trở về tới nhà hàng thì Trang mới kêu mấy bạn nhân viên nam nói thôi đưa bé nó vô trong phòng ngủ đi. Sáu bạn nhân viên nam đi tới bế mà bế không được. 45kg. Có 45kg. Mấy bạn đó kêu á, hay là bây giờ chị bỏ cho nó ụp lên vai em để em khiêng vô. Em biết không, chị cho ngồi, cho bé đó nó ngồi lên được. Vừa lên vai, bỏ cái tay lên là nhân viên nó nặng quá chị ơi, sao nó nặng dữ vậy, có quỷ thì sao nó nặng dữ vậy. Thì đứa nào cũng nói như vậy hết. Chị mới nói trời ơi tụi mày vừa phải thôi nha. Chị thì lúc đó là chị nghĩ là hay là nhân viên nó xỉn đó rồi, mấy này nhậu nhiều nãy giờ uống rượu mà. Chị nghĩ là nó xỉn rồi cho nên nó khiêng không nổi thôi. Nhưng cuối cùng cũng ráng khiêng, là cũng khiêng kiểu giống như mấy chú bảo vệ ở trong đó khiêng vậy đó. Là cũng phải là mỗi người xách mỗi bên như vậy xong rồi khiêng vô tới phòng được. Thì lúc đó Trang luôn cứ nghĩ là bé đó nó xỉn. Trang cũng hỏi mấy bạn nữ đi chung á, nói ủa em nãy bé nó có uống không. Mấy đứa nói là không chị, trời ơi em rót nước ngọt vô cái ly của nó hà, đâu có rượu đâu chị. Em biết nó không biết uống rượu, em đâu có cho nó uống đâu. Mà nó cũng nói là nó không uống, em rót đó nước ngọt thôi. Chị mới nói ủa hay là có khi nào nó đang buồn chuyện gia đình hay gì đó rồi nó lấy nó uống tụi em không biết không. Đó, mọi người đều nói không biết, nhưng mà rõ ràng em rót cái đó là nước ngọt. Vậy rồi chị mới nói vậy thôi giờ đi ngủ đi, khuya quá rồi. Giờ đó là đã 1 giờ sáng, hơn 1 giờ rồi. Ai cũng nói thôi đi ngủ đi. Thì cái phòng chỗ của Trang nó cũng gần với lại cái dãy phòng của nhân viên, nó cũng cách nhau ra đó có khoảng chừng 10 mét thôi. Đó, Trang ở phòng ở đó. Thì Trang vừa mới đi vô thay đồ để đi ngủ thì nghe nhân viên đập cửa chị ơi chị ơi cứu. Hoảng hồn Trang cũng đi ra cho nó ủa cái gì vậy, xong đi ngủ đi, cái gì mà chạy ra ngoài hết trơn vậy. Tất cả nhân viên nữ đều phóng chạy ra ngoài, nói chị ơi con nhỏ đó nó bị cái gì á chị. Cho nó ủa bị gì là bị gì, thì nó xỉn thì nó ói thì tụi em dọn cho nó giùm chị đi chứ giờ làm sao. Cái đứa nào cũng kêu không, nó không phải nó xỉn mà nó bị gì á, chị qua coi đi. Em mới cũng lúc đó mình cũng hoang mang, mình nói gì vậy trời, mấy cái đứa này lộn xộn ghê. Thì lúc đó mình cũng có bia có rượu, mình cũng uống nhiều rồi, mình cũng hơi quạo, cái mình cũng kêu đợi chị chút. Cái Trang cũng đi qua, thì đi qua là thấy con bé đó nó đang ngồi với tư thế là hai cái chân duỗi thẳng ra và cái lưng cũng ngồi rất thẳng nha. Con bé đó cứ ngồi vậy nè đó. Xong cái Trang cũng đi vô, mấy bé nhân viên không đứa nào dám bước đi vô cửa phòng đó nữa, đều đứng ở ngoài thôi, có mỗi Trang đi vô thôi. Trang đi vô, Trang mới ngồi kế bên, Trang cứ giả vô mặt nó, mắt nó nhắm, nó ngồi nhưng mắt nhắm. Trang cứ vỗ vô mặt, Trang kêu, ủa em, xỉn hả? Ủa em? Cứ vỗ vô mặt nhưng mà không có cảm giác giống như bé đó không có phản ứng gì hết. Không có phản ứng gì hết, giống như đang ngủ vậy á.
thì kiểu giống như mình cũng bực mình, xong mình cũng đánh mạnh vô, cái mình mới chăm mới nắm cái mặt lắc nói, ủa em có biết chị là ai không vợ? Cũng không thấy trả lời, không gì hết. Xong mấy đứa nhân viên á, trong đó là có một bé nhân viên này thì cũng kiểu giống như cũng từng biết sơ sơ về những người mà bị ma nhập á. Bé đó mới hét lên kêu, chị Trang, chị đừng có nói bạn đó như vậy, chị đừng có hỏi bạn đó là chị tên gì. Chị, mà lúc đó là Trang theo kiểu như Trang chưa bao giờ Trang nghĩ ra mấy cái vấn đề vậy hết trơn. Trang mới nghĩ trong đầu, ý là muốn thử kiểm chứng là nó có xịn hay không, coi có còn tỉnh táo đúng hay rồi, không, rồi nó có tỉnh hay không thôi, chứ Trang đâu có biết gì mấy cái chuyện vậy đâu. Cái mấy bạn nữ kia mới vội vàng chạy vào, tại vì thấy Trang cứ vỗ mặt mà kêu em có biết chị là ai không. Cái mấy bạn nhân viên chạy vào thì vừa lúc đó cái bé này mở mắt ra, vẫn một tư thế ngồi đó, vẫn một cái nét mặt đó không hề thay đổi, chỉ mở mắt ra nhìn chậm chậm vô mặt Trang luôn. Tự nhiên cái bé giơ hai bàn tay lên, chân vẫn ngồi thẳng và giơ hai bàn tay lên, cứ đưa kiểu vậy và cứ đưa từ lại, và đưa Trang thấy cảm giác là đưa muốn tới cái mặt của mình, và Trang mới dùng cái tay Trang đỡ lại như vậy. Nhưng cái tay của bạn đó rất là khỏe, Trang chống không có được, thì bạn đó muốn đưa lại để bóc thì tất cả mấy bạn nhân viên nữ mới chụp cái tay lại giật, bạn nào cũng kiểu giật ra hết, nhưng mà Trang vẫn cảm giác là mấy bạn đó giật ra không được. Thấy vậy Trang mới bật ngửa người ra, là Trang lùi ra khỏi cái khoảng tay của cái bé đó. Thì lúc đó Trang cũng bắt đầu hơi sợ sợ. Cái mấy nhân viên mới nói, chị ơi đi ra đi. Cái là tất cả Trang và các bé cũng đi ra ngoài, còn có mỗi bé nhân viên đó thôi, vẫn cứ ngồi như vậy, cái mắt thì mở ra rồi và vẫn cứ ngồi một tư thế như vậy thôi. Mấy bé mới nói á, à, chị Trang, hình như bạn này bị ma nhập với chị chứ không phải xỉn đâu. Tại vì rõ ràng á, đứng kế bên em, nãy giờ em là người cầm chai rượu rót mà em đâu có rót cho nó đâu, sao nó uống rượu được. Cái lúc đó bắt đầu Trang cũng hơi ngợ ngợ, Trang cũng thấy hơi lạ lạ. Cái mấy bạn mới nói, thôi để tụi em chạy vô bếp, tụi em lấy xả, là lấy xả giả ra lấy nước, rồi cũng lấy tỏi cũng mang vô. Cái Trang cũng đem ly nước xả đó vô để cho bạn đó uống, mà cái răng cứ vậy nè, ngậm chặt lại, mình kêu là há miệng đi chị đút cho uống, nhưng bạn đó cắn chặt răng lại, không thể nào mình đút nước vô được. Mình đổ nó chỉ nằm ngoài đây và nó chảy ướt hết người ra, không chịu uống. Và mình cũng nói, ủa gì kỳ vậy ta. Thật sự lúc đó Trang cũng hơi hoang mang, nhưng mà lại nằm ở cái chỗ là bực mình nữa. Tại vì kiểu giống như đó là nhân viên Trang xưa giờ thì luôn những cái gì Trang nói thì nó cũng rất là ok á. Mình kêu há miệng ra đi chị đút cho miếng nước uống, nhưng mà kiểu như Trang bực mình, cái Trang cũng chửi lên. Nhưng mà cái thái độ, tức là cái mặt vẫn bình thường và quay mắt qua lại nhìn mình và lại đưa tay lên. Thì lúc đó là Trang bắt đầu Trang hoảng, Trang lại giật người ra nữa, Trang đi ra luôn. Mấy bạn nhân viên mới nói, trời ơi chị ơi, chính xác nó bị ma nhập đó chị. Thế giờ Trang nói, ủa vậy thì bây giờ phải làm sao? Chứ giờ 1-2 giờ vậy, chứ giờ làm sao giờ? Thì thay tụi em đi qua phòng khác ngủ đi. Cái mấy đứa kia cũng nói, nhưng mà giờ để nó mình đó, lỡ nó bị gì sao chị? Mà Trang lúc đó Trang cũng nói thật sự, Trang cũng không thể để một cô bé nằm ở đó một mình được, lỡ có chuyện gì thì sao. Cái con bé kia lại nói là, chị Trang, em được biết á, là những người mà bị ma nhập á, mình lấy cây chổi mà giống như cái chổi quét nhà mà nó cùi mà nó dơ dữ lắm á, chị lấy á, chị đánh vô cái người đó là người đó sẽ hết bị ma nhập. Cái Trang cũng ok, cũng chạy ra bếp cũng tìm cái chỗ dơ thật dơ vô, cũng đánh được mấy cái, mình thấy cũng bình thường, đâu có gì đâu. Bạn đó vẫn ngồi y thinh một tư thế, vẫn ngồi vậy. Mình đánh vào cái chân và bạn đó vẫn cứ ngồi, không có một cái biểu hiện gọi là đau hay cái gì hết. Mình cũng không dám đánh mạnh, nhưng mà một người bình thường thì ví dụ cũng phải rụt cái chân lại chứ đúng không? Này không, vẫn cứ ngồi y thinh vậy đó. Và Trang cảm giác là thấy không hiệu quả, lại đi ra khỏi phòng. Thì mấy bé kia lại nói là, hai chị, mấy người bị ma nhập á hả, mình dùng cái nước tè á, mình bỏ cái nước đó lên người ta là người đó sẽ hết bị nhập. Thì khúc đó là Trang kiểu giống như cũng khá là tin con bé này bị nhập rồi, và Trang cũng muốn là để cho con bé này nó bình thường để nó ngủ được, rồi nhân viên Trang cũng đi ngủ và Trang cũng dậy nữa. Cái cũng nói chứ giờ sao, mấy đứa kêu thì chị đi chị lấy nước của chị tè đi. Trang cũng cũng được, nghĩ mà cũng hơi mắc cỡ, hơi kỳ kỳ. Xong cũng lấy được chút nước tiểu tới, nhưng mà cũng còn ngại lắm, sợ dơ con bé đó, nên Trang chỉ đứng từ xa và cũng kiểu rải rải sơ sơ vậy thôi á. Nhưng
Vừa làm xong động tác đó, bạn đó nằm xuống ngủ. Ghê vậy? Vừa mới làm xong, đang ngồi và nằm, có những cái tư thế chẳng đấy. Ủa, cái kiểu mà mình gặp người, mình ngồi lên mà cái chân mình nó vẫn cứ đơ như vậy. Chỉ có những người tập yoga lâu năm kiểu... Hoặc là robot. Đúng rồi, nằm xuống ngủ, nhắm mắt lại đàng hoàng. Đó, mấy đứa kia kêu, đó thấy chưa, chị thấy chưa, tụi em nói mà chị không tin. Lúc đó là mình cũng, ồ, gì kỳ vậy ta. Là cũng hơi thấy kỳ kỳ rồi nha. Cái mọi người nó thấy chưa chị. Cái mình cũng yên tâm, cái con bé nhân viên mà cũng khá là biết sơ sơ về những cái kiểu dạy bé mới nói thôi được rồi đó. Giờ mọi người đi ngủ đi. Để em với lại hai đứa nó thôi ngủ chung với nó bên này được rồi, mọi người đi về ngủ đi. Trang cũng đi về phòng và mọi người cũng về. Khoảng được chưa được 5 phút sau lại nghe hét âm sùm hết trơn á. Trang lại mở cửa ra, Trang chạy ra, Trang nói cái gì vậy? Thì mấy bé nó kêu, trời ơi chị, tự nhiên cái đang nằm ngủ vậy, cái nó bật dậy hả? Nó tung cửa, nó chạy đi ra cái hướng toilet rồi chị. Mà hướng toilet giờ đó là đã tắt điện tối thù lùi rồi mà. Trang mới nói, trời gì kỳ vậy? Tự nhiên Trang và nhân viên đang đứng đó, vọng lại một cái tiếng cười của cô bé đó, đứng ở ngoài toilet cười. Cười liên tục vậy mà mình nói, cái gì vậy? Đứng hình khúc đó là thật quéo sự. Luôn. Em với mấy đứa nó, ủa gì kỳ vậy? Mà Trang á, là tại vì Trang sợ. Lúc đó kiểu em bị sợ cái, ủa bé nhân viên mà đang ở trong nhà hàng của mình, rồi mình cũng là người đang quản lý nó, bây giờ nó chạy ra ngoài đó có mình, rồi lỡ nó bị cái gì rồi làm sao. Cái vội vàng Trang nói mấy nhân viên nam á, tụi em chạy ra đưa nó vô một chị đi, không đứa nào dám đi hết, đứa nào cũng sợ hết, kêu thôi đi chị, trời ơi ghê quá. Thì Trang mới nói, nhưng mà không được, tụi em phải ra đưa nó vô đây đi. Thì nhân viên Trang cũng nghe lời. Các bạn nam cũng chạy ra bật đèn lên, đưa bạn đó, cũng dắt bạn đó đi vô, bạn đó cũng đi vô. Đi vô nhưng sau đó rồi cứ ngồi, không hề nhắm mắt nữa vào ngồi. Và ai cũng sợ, lúc đó là Trang sợ, thực sự là Trang không dám lại gần nữa. Tự nhiên đến cái khúc đó mình cảm giác, ủa gì kỳ vậy? Ủa hồi nãy rõ ràng nó đi, nó đứng hỏng được luôn mà sao giờ tự nhiên phóng bỏ chạy bình thường đến vậy? Khúc này chắc cũng tỉnh bia rượu đâm ra bắt đầu sợ. Ai cũng tỉnh luôn á, chứ không phải mình Trang thiệt luôn. Tự nhiên hoảng hồn mình, ủa sao ngộ dữ ta? Tại vì trước giờ đúng là Trang chưa bao giờ gặp những cái tình huống hay là mình cũng chưa có bao giờ kiểu giống như mình bị ma nhát hay ma hù hay cái gì hết trơn. Chỉ là mình coi trên phim ảnh là có người bị ma nhập hay cái gì thôi. Nhiều lúc á Trang cứ coi mấy người mà trừ tà đó, Trang cứ nghĩ chắc là họ dựng phim cho nó ghê ghê để mình coi thôi. Chờ đến khúc đó là sợ, rất sợ. Trang không dám lại gần bé nữa. Và một mình bé đó ngồi ở trong phòng. Thì á, mấy bạn nhân viên mới nói á, thôi chị Trang, chứ bây giờ giờ mình cứ ngồi vậy thôi đi, kệ nó đi, để nó ngồi một mình trong phòng, tụi em sẽ ngồi ở ngoài. Thôi chị Trang đi ngủ đi. Thì nhân viên thấy cũng thương Trang lắm, giờ đó cũng muộn lắm rồi. Nhưng mà Trang nói thôi vậy sao được. Cái mấy đứa vừa nói xong, cái tự nhiên cái lại nhìn vô thấy con bé đó lại nằm xuống ngủ. Cái thấy xung quanh người bé đó nước không à. Thì ra là cô bé đó đã tự tè ra và nước tiểu rất là nhiều. Thì cô bé đó lại nằm xuống ngủ. Cái mọi người mới nói, ủa nó ngủ kìa. Cái nhìn lại Trang nó chết rồi, hình như nó tè ra quần rồi kìa tụi em. Cái mấy đứa nó ồ kỳ quá. Mà Trang mới nói thôi giờ mình ngồi ở đây khoảng chừng 15 phút đi. Nếu như mà bé nằm yên được á, lát nữa tụi em thay đồ cho bé giùm chị cái. Cái các bé cũng thương mà, nhân viên đã sống chung, làm chung với nhau cả 2-3 năm thì thực sự bạn nào cũng thương mến nhau. Rồi cũng ok, cũng thay đồ cho bạn đó. Rồi Trang cũng dặn là tụi em sáng ra đừng có kể gì với bé đó nghe hết nha, bất công sợ nhiều khi cái tâm lý bạn đó sẽ bị gì đó đi. Mà đến sáng ra giờ Trang dậy cũng hơi muộn, chắc khoảng 9 giờ sáng Trang mới dậy rồi. Đi ra thì nghe nhân viên nói là bé đó đi luôn rồi, bé đó về quê rồi. Trang nói ủa sao vậy? Kêu tại sáng nó dậy cái nó cũng nói ủa ai thay đồ nó kỹ vậy? Ủa em nhớ hả? Nó đâu khi nào mà nó mặc giữa cái quần này với cái áo nọ vậy đâu. Thì cũng có bé nhân viên khác cũng kể nó nghe. Và bé đó mới nói là hồi xưa lúc ở quê á, bé đó cũng bị mấy lần rồi, là cũng từng bị ma nhập mấy lần rồi. Và bé đó cũng là đạo Thiên Chúa luôn nha. Ừ, nhưng bạn đó nói thôi để mình về quê mình không làm nữa. Tại vì sức khỏe của mình cũng không có được tốt đó, cơ thể lúc nào cũng ốm, rất là ốm, không lên ký được. Mà sau đó bạn nó đi về mà cũng chưa có nhận lương gì hết. Thì thật sự là Trang cũng muốn muốn được gặp bạn đó lắm. Nhưng mà
không có biết ở quê ở đâu hết, nên thành ra cũng coi như từ đó là mất liên lạc luôn á. Và qua cái lần này thì Trang vẫn thấy là rõ ràng là người của mình bây giờ hiện tại á, người mình ở thế giới này nhưng mà cũng có thể có những bạn có thể là hạp, gọi là sao ta, hạp với lại những người ở thế giới bên kia hả? Hạp có thể sẽ bị nhập được, dòng theo. Thôi công nhận thấy sợ ha. Sợ à, thật sự thì bản thân của mình á, bản thân của mình là một người duy tâm ha, thì mình cũng tin trên đời này có ma, có thế giới bên kia. Rồi nói chung là mình cũng tin là chỉ có không chỉ có loài người chúng ta đang sinh sống trên trái đất này. Là bản thân mình tin như vậy. Trong cuộc sống hồi đó giờ thì cũng có những lúc á mà mình cảm giác là mình thấy cái gì đó nhưng mà lại nó không rõ ràng lắm. Nhưng mà đôi khi thì mình cũng đặt câu hỏi không biết cái đó là ma hay là do mình bị ảo giác, do mệt mỏi hay là do cái sự lo lắng nó làm cho mình tự có cái suy nghĩ đó. Thì đó, bản thân mình thì vẫn tin là có ma. Nhưng mà mấy cái vụ mà ma nhập đồ này nọ thì thật sự mình cảm giác nó ví dụ như mình coi trên báo đài hoặc trên phim thì cái cảm giác mình giống như là kiểu dạng lừa hoặc lừa đảo đó. Thì đối với cái chuyện mà ma nhập vô con người để làm những cái hành động đó thì đó giờ mình hơi không tin ha. Mặc dù là tin có ma nhưng mà mấy cái chuyện đó thì hơi không tin. Tuy nhiên đây là câu chuyện của chính vợ mình, là một cái thành viên ở trong cái câu chuyện đó, đã trải qua những cái sự việc đó thì cũng đáng để suy nghĩ. Nhưng mà đó thì chung quy nói đi nói lại thì cố gắng đừng có làm chuyện gì sai trái thì nó cũng đỡ sợ hơn. Bản thân mình á, bạn nhiều khi cũng phải tự ngồi, nói chung là mình là một người thích suy nghĩ, thích đặt ra nhiều cái tình huống thì mình khi mà rảnh rỗi mình hay ngồi tự đặt cái tình huống, nếu gặp tình huống này thì sẽ như thế nào. Thì cũng có lần ngồi suy nghĩ nếu mà một mai mình gặp con ma mình sẽ xử lý như thế nào ta. Đó thì nếu mà gặp ma kéo lại ngồi nói chuyện luôn. Khó quá trời. Chứ bây giờ hoảng quá, bây giờ hoảng quá mà chạy hoặc là này nọ, nó thấy mình yếu quá nó hiếp ra đúng không? Kéo lại ngồi nói chuyện luôn. Thì suy nghĩ vui là vậy, nhưng mà không biết lúc đó có làm được hay không. Nhưng mà ít ra nếu mà bạn có sự chuẩn bị tâm lý trước, suy nghĩ trước thì sẽ đỡ hoảng hơn đúng không? Cái nào cũng vậy, bất kỳ một cái tình huống nào, nếu mà chúng ta có cái sự hình dung cái diễn biến của nó và chúng ta có cái cách xử lý cơ bản thì một phần nào đó chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều, đỡ gây ra những cái này nãy nọ. Đôi khi nó vì chúng ta hoảng loạn quá mà chúng ta dắt chỗ này té chỗ kia, tự gây cái chấn thương cho mình. Đó là cái sự hoảng loạn. Cho nên là bình tĩnh là cái cần phải có bản lĩnh ha. Ok, còn em, cá nhân em là sau cái sự kiện đó thì em có suy nghĩ như thế nào? Em có tin hơn vào thế giới bên kia, tin hơn nhiều. Thì á, có những việc như vậy á, Trang cũng có về kể với ba nghe. Rồi ba cũng gật đầu, ba cũng nói đúng con. Thật ra có, trên đời này có ma và có quỷ. Và mình cứ phải sống cho tốt thôi, chứ cũng không phải là nó có thể tác động, nó làm ảnh hưởng tới mình quá. Miễn sao mình sống là một người tốt. Thì Trang cũng thấy té ra là có, nhưng mà ok, cũng không phải là mang đến một cái nỗi sợ mà sợ hãi quá quá sức. Cho nên nó Trang á, Trang vẫn thích coi phim ma, Trang vẫn thích nghe kể chuyện ma. Đi trên xe á, hai vợ chồng ghiền lắm, lúc nào đi là cũng mở chuyện ma, hoặc là mấy cái chuyện giải phẫu hả, chuyện cho các bạn. Điều tra án mà giải phẫu tử thi á, thì bản thân mình thì rất là thích nghe những cái câu chuyện như vậy, bởi vì cái tính logic và cái tính suy luận trong nó rất là cao. Thì khi mà có án mạng xảy ra thì giải phẫu tử thi ra sẽ biết nguyên nhân chết, hung khí là này nọ, thì tất cả mọi cái thông tin đó nó được logic với nhau, nó được suy luận ra. Thì bản thân mình thích nghe những cái đề tài đó, không hẳn là mình thích những cái mẫu kinh dị mà bản thân mình thích những cái kiểu trinh thám suy luận logic. Có câu chuyện này kể ké với lại Trang là vui thôi. Ngày xưa mình có dọn nhà phụ một người bạn, thì có cái gác, nhà đó có cái gác ở trên, cái gác đó thì không có ai ở cả, trên đó giống như cái nhà kho vậy đó. Thì rất là ít người lên đó,
Thì hôm đó là cần khiêng một cái tấm nệm xuống rất là nặng, thì phụ nữ không có khiêng được, cho nên mình con trai mình lên mình khiêng cái tấm nệm nó xuống. Thì cái đó là cái nhà kho thôi. Thì nhà của các bạn này thì cũng có người thân ở bên nước ngoài, chị này cách đây chắc cũng phải mười mấy năm rồi ở bên nước ngoài. Thì lúc đó nước ngoài gửi về những cái trang thiết bị sử dụng trong nhà nó hiện đại hơn Việt Nam. Việt Nam lúc đó thì chưa có mấy cái đó, thì bên nước ngoài gửi về một cái đèn gọi là cái đèn cảm ứng. Thì cái đèn cảm ứng nhiệt á, thì cái đó bây giờ nó rất là phổ biến trong cái thời này, nhưng mà thời xưa là nó ít lắm. Thì chỉnh có ai mà có nhà người nhà nước ngoài gửi về á, thì người ta mới sử dụng trong nhà. Thì trên cái tầng kho đó đó thì gắn một cái đèn đó. Đó có nghĩa là cái mục đích của chủ nhà là khi người ta đi lên rảnh thì người ta đi ngang qua cái cảm biến nhiệt đó thì cái đèn nó mới sáng lên đó, để người ta thao tác. Còn ví dụ người ta đi xuống đó, thì nó sẽ tự tắt đèn đi đó. Thì bản thân mình là lên chảnh phụ dọn cái nệm xuống, nhưng mà mình cũng không biết cái thông tin đó, các bạn biết không. Tự nhiên mình vừa leo lên gác, cái gác thì nó tối ôm như mực. Tự nhiên mình đang đi 2-3 bước tới bước thứ 4, tự nhiên cái đèn sáng cái bụp, mình đứng hình luôn. Mình đang đi mình đứng hình vậy luôn. Nói trời ơi, chuyện gì vậy, giỡn chơi hoài, con đâu có làm gì vậy bà đâu, đừng thù nha. Xong rồi mình bước đi thêm 2 bước nữa, qua khỏi cái điểm quét nhiệt của nó, đèn tắt xuống. Hồi hộp lần nữa. Tìm đập nó. Tìm đập. Thôi con đâu có làm gì tầm bậy đâu nha, nếu mà có gì cần hỏi thăm nói chuyện gì ra đây mình trao đổi với nhau luôn, chứ đừng hù dọa cái này chết nha. Xong rồi mình đi lại, mình ôm tấm niệm chạy ngay đập đập xuống cầu thang, mình kể cho bạn mình nghe, cả nhà cười quá trời luôn. Mới kể cho mình đó là cái đèn cảm ứng nhiệt đi ngang qua đó nó sáng lên, đi xuống nó tắt. Thì mình mới vừa mắc cười mà vừa cũng là một cái kinh nghiệm để cho mình tự tin hơn à, sau này có gì thì mình cũng phải cố gắng bình tĩnh giải quyết. Thì có những kiểu nó đột ngột nó xuất hiện như vậy các bạn, cũng không phải là siêu nhiên gì cả, nó nhiều khi nó là sự ngẫu nhiên trùng hợp thôi à, mà mình không có biết trước thì nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác lúc đó phải nói các bạn dựng tóc gái luôn. Mình đang bước đi đứng rồi lại tên gặp bùm 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 đúng rồi, con đâu có làm gì hay bạ đâu rồi, tự nhiên rồi vậy đó. Đó là một cái, cũng là một cái câu chuyện mà có thật luôn à, với mình, mà nó cũng vừa sợ sợ mà vừa vui vui à, kể đến các bạn nghe. Rồi một cái câu chuyện phải nói là cực kỳ hấp dẫn à, rất là hồi hộp luôn, mà cũng là một cái kỷ niệm gọi là không thể nào quên trong cuộc đời này luôn. À, ok các bạn, thì chúc các bạn nghe câu chuyện nó vừa hồi hộp mà vừa vui vẻ qua lời kể của Trang La ha. Thì chúc quý khán giả thật là nhiều sức khỏe và thành công hơn cuộc sống ha. Có gì cũng phải bình tĩnh thể hiện cái bản lĩnh của mình. Ok, Nam Ngô và Trang La, bye bye mọi người.